các bạn chỉ cần mang ít nhất là 3 cân giấy tới đổi thì các bạn sẽ được nhận lại một cây nhỏ chi rắn, cũng như là một quyển sổ, là quyển sổ handmade do chính số giấy mà các bạn mang tới để đóng góp. Hơn 500 cây sen đá và sơn rồng đã được các thành viên trong dự án tự tay mua và chăm sóc. Hôm nay em mang để lại được 6kg giấy ạ, gồm cả giấy và sách vở cũ ạ. Em mang giấy đến đây đổi thì nhận được món quà thì em rất là vui. Nó như là một thêm một cái nguồn tiếp sức cho em để sau này em sẽ tiếp tục tham gia những cái hoạt động như thế này và đồng thời giúp tiết kiệm giấy. Các đội thì cái mong muốn là được tặng cây cho mọi người để Hà Nội có thêm một cây xanh. Và từ đó thì sau mỗi năm bọn em lại càng cải tiến nó và mong muốn nó có thêm nhiều ý nghĩa hơn. Trải qua 3 mùa dự án, các thành viên nhiệt huyết đã kêu gọi được hơn 3.000 bạn học sinh, sinh viên ở nhiều trường tham gia. 3.000 chậu cây đã được đổi, 15 cân giấy có thể tái chế được thu gom. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn. Chương trình đổi giấy lấy cây năm nay sẽ còn kéo dài tới hết ngày 17 tháng 3.